Vâng, chào cha. Trước tiên đó thì xin cha có thể tự giới thiệu tên và giáo xứ nơi cha đang ở không thưa cha? Xin giới thiệu với quý vị, tôi là Đặng Hữu Nam, linh mục quản sứ giáo xứ Phú Yên. Địa bàn của chúng tôi là xã An Hòa, huyện Bình Lư, tỉnh Nghệ An. Vâng, thưa cha. Thế giới được biết hàng trăm người giáo dân và cha đã đến làm đơn kiện khởi kiện Formosa ngày hôm qua và ngày hôm nay. Họ đã đi cả trăm cây số đến tòa án Kỳ Anh để nộp đơn kiện. Khi nói đến kiện một đại công ty như thế đó đó thì thật là khó, bởi vì họ được nhà nước bao che. Thưa cha, Quỹ Tù Nhân Lương Tâm cũng đã làm việc này tương tự, nhưng không phải là làm cho một hàng trăm người như cha, nhưng chỉ có một trường hợp là ông thợ lặn Lê Văn Ngày đã chết vì nhiễm độc Formosa, nhưng chúng tôi đã đồng ý trả tiền cho họ để họ có thể đi lại và gặp luật sư. Nhưng ông Lê Văn Ngày đã không làm việc đó. Thưa cha, cha có thể cho nhận xét giữa cái sự khởi kiện của hàng trăm người so với một người mà ông Lê Văn Ngày đã được hỗ trợ, trong khi hàng trăm người ở cha đã kêu gọi, thì cha có thể so sánh giữa hai trường hợp như thế nào không thưa cha? Tại sao ông Lê Văn Ngày lại không làm điều đó? Vâng, thứ nhất là tôi rất thông cảm với quyết định của gia đình của anh Lê Văn Ngày. Họ không dám khởi kiện Formosa, mặc dù đã có rất là nhiều lực lượng đứng đằng sau để hỗ trợ và khẳng định rằng sẽ làm được tất cả những gì mà công lý đòi buộc. Thế nhưng gia đình của anh Lê Văn Ngày không dám khởi kiện. Tôi rất là thông cảm, bởi vì sống trong chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam như ngày hôm nay, chúng ta biết rằng là ở Việt Nam người ta nói rằng là có cả một rừng luật, nhưng chỉ có luật rừng mới được thi hành. Công lý của Việt Nam chỉ là tên của một diễn viên hài. Hơn nữa là Cộng sản Việt Nam dùng chiêu hèn kế bẩn để đàn áp người khác. Và với chế độ Việt Nam ngày hôm nay, những ai nói về sự thật, những ai giúp cho người khác biết về sự thật, những ai đấu tranh cho công lý, công bằng, nhân quyền và dân chủ, đó là kẻ thù của chế độ. Và vì thế chúng ta thấy rằng là họ sẽ bị nhiều áp lực và đe nẹt, cũng như những nỗi sợ hãi mà gia đình của anh Lê Văn Ngày phải gánh chịu. Cái gánh nặng đó gia đình của họ không thể vượt qua. Cái việc khác nhau ở chỗ mà hôm nay chúng tôi đã đưa đến 600 người đến để khởi kiện, đệ đơn, có hơn 500 cái đệ đơn để lên tòa án. Cái sự khác nhau ở đây là cái sự lực lượng, cái sự đoàn kết. Bởi vì gia đình của anh Lê Văn Ngày xem ra các cái tổ chức đứng đằng sau đó lại không phải là những người ở gần. Người ta hay nói rằng là nước xa không thể dập được lửa gần. Thứ hai nữa, các tổ chức này không phải là những người, xin lỗi, họ có thể thấy được và cái sự thiết thực giữa mối liên kết hữu cơ giữa họ và những người giúp cho họ đó. Vì thế mà họ cũng chưa dám vượt qua được nỗi sợ của họ, và vì thế họ không dám khởi kiện. Và hơn nữa là ở Việt Nam, chúng ta thấy hiện nay chính phủ Việt Nam với Formosa có thể là một, và vì thế họ sẽ chịu nhiều áp lực và cũng nhiều cái sự đe dọa đến với cả tính mạng và tương lai gia đình của họ nữa. Kể cả chúng tôi đã khởi kiện thì chúng tôi cũng bị rất là nhiều áp lực, cũng rất bị rất là nhiều cái sự đe nẹt, cũng như là cái khủng bố của nhà cầm quyền. Là vì thế chúng tôi có thể họ vượt qua được cái nỗi sợ này nhờ cái khối tập thể đoàn kết, và nhất là họ biết được họ đang tự dựa vào tôi, vào ai. Mặc dù tôi không dám tự hào để rằng nói rằng là tôi hướng dẫn cho họ, nhưng họ thấy được với những vị linh mục có thể dám sống và dám chết cho họ, đó là cái điều mà người ta đã thấy. Hơn nữa ở gia đình của anh Lê Văn Ngày có thể họ chưa hiểu rõ được vấn đề cái quyền lợi của họ, cũng như là cái họ đang phải chịu bất công. Còn ở đây những người mà tôi đem đi và giúp họ khởi kiện thì chắc chắn một điều, họ là những người đã hiểu biết rất là rõ về thảm họa, về cái nguy hại cho tương lai chống nòi và đất nước.
và cái quyền của họ được bảo trợ bởi pháp luật. Và tôi đã từng khẳng định rằng ngay cả tại tòa án ngày hôm nay và ngày hôm qua, tôi đã từng khẳng định rằng là việc chúng tôi đệ đơn lên tòa án này là việc hoàn toàn hợp pháp, hợp hiến, không có một cái điều gì ngăn cản bởi pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật và công ước quốc tế cả. Những người đi với tôi họ cũng hiểu được điều đó và họ đã mạnh dạn để đệ đơn lên tòa án để đòi quyền lợi cho mình. Và điều đặc biệt nữa là họ thấy rằng với gia đình của anh Lê Văn Ngày, họ chỉ thấy được một điều họ đòi cho họ mà không thấy cái điều lớn hơn. Còn với chúng tôi, những người đi kiện ngày hôm nay, chúng tôi thấy cái điều lớn hơn phía đằng sau cái hành động của mình. Chúng tôi không chỉ là đòi cái quyền lợi của chúng tôi, không, tôi không phải kiện vì chúng tôi, mà chúng tôi khởi kiện này, cái hành động này của chúng tôi vì tương lai con cháu của chúng tôi, vì tương lai giống nòi của dân tộc, vì hiện tình của đất nước, và nhất là vì tương lai của đất nước. Chúng tôi muốn có một đất nước độc lập, tự do, dân chủ, đích thực. Cái quyền sống, quyền của con người và quyền dân chủ và nhân quyền phải được tôn trọng. Vì điều đấy cho nên người ta đã dám mạnh dạn và bước qua được nỗi sợ để có hành động như đệ đơn ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn cha. Thưa cha, hai ngày qua có hàng trăm người nộp đơn kiện Formosa. Tại sao chúng ta không có thể làm một đơn kiện chung cho hàng trăm người đó mà lại phải làm riêng lẻ như vậy, thưa cha? Vâng, với hệ thống pháp lý của Việt Nam thì người ta không, và người ta yêu cầu mỗi cá nhân phải đứng một đơn, và chúng tôi đã làm theo cái nguyên tắc của pháp lý Việt Nam hiện hành, cho nên mỗi người hoặc là mỗi gia đình thì đứng một đơn của mình, và vì thế có rất là nhiều người phải đến tòa án. Chúng tôi nhận thấy là khởi kiện ông Lê Văn Ngày là rất là đã là đắt tiền. Mong cha cho biết cụ thể về việc khởi kiện cho hàng trăm người ở giáo xứ cha hao tốn khoảng chừng bao nhiêu, và ai có thể là người chi trả cái án phí này, và án phí này khoảng chừng bao nhiêu, thưa cha? Vâng, cái có ngày hôm nay thì những công việc mà chúng tôi đã làm cho việc đệ đơn này là rất là nhiều người. Hàng ngày tôi phải có hơn 20 người cộng tác để làm việc thẩm định thiệt hại cho người dân và làm các cái thủ tục và cũng như công việc khác. Tất cả những người làm việc với tôi đó đều trên tinh thần tự nguyện. Và tất nhiên cái vấn đề tự nguyện, nhưng vấn đề ăn uống, vấn đề đi lại ở Ý và các vấn đề liên quan, tôi phải là người đứng ra chi trả. Từ ngày đầu bắt đầu chương trình, tôi đã thông báo với mọi người rằng cuộc sống của người ngư dân vốn dĩ đã nghèo, gặp cái thảm họa này thì đời sống của họ lại càng thê thảm hơn. Và vì thế tôi không thể ngả tay ra để nhận bất cứ đồng tiền nào của người dân, và càng không thể huy động được cái đồng tiền nào của người ngư dân là những nạn nhân của thảm họa này. Và tôi hứa với mọi người rằng tôi sẽ tìm mọi cách để vận động những người trong và ngoài nước để ủng hộ cái chương trình của chúng tôi. Hiện nay với cái số lượng đơn 506 cái bộ hồ sơ đơn này thì cái mức án phí của chúng tôi đã gần đến 4 tỷ đồng, tức là tương đương với 200.000 Mỹ Kim. Con số đó là một con số vô cùng lớn, và đặc biệt với tôi là một linh mục, tôi không có tài sản và tôi cũng không có hưởng lương. Và vì thế đó là một gây trở ngại và một con số rất là lớn, có thể nói là không tưởng đối với một linh mục như tôi. Và vì thế để làm được điều này cho đến ngày hôm nay, tất nhiên chúng tôi đã phải chi phí rất là nhiều tiền, và cái chi phí đó cậy dựa vào những lòng hảo tâm của mọi người. Và đặc biệt sắp tới đây, khi mà tòa án đã thụ lý đơn của chúng tôi với số lượng 506 cái đơn này, chúng tôi đã có con số án phí tương đương với 200.000 Mỹ Kim, tức là khoảng 4 tỷ đồng Việt Nam, thì đó cũng là một con số rất là lớn. Chúng tôi có thể không thể tưởng tượng được, nhưng mà tôi hy vọng rằng với tất cả mọi người ở trong nước cũng như ở quốc tế, những người yêu chuộng công lý và hòa bình, những người đang thao thức với hiện tình của đất nước, những người đang muốn đấu tranh để cho đất nước Việt Nam có một tương lai tốt đẹp và xứng đáng với nhân phẩm của con người hơn, cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, thì chắc chắn rằng với sự nỗ lực và quảng đại của mọi người, chắc chắn con đường đấu tranh của chúng ta sẽ đi đến đích.
Cái đó cũng là niềm tin của chúng tôi, và đó cũng là lời mời gọi để rồi tất cả những ai yêu chuộng công lý và hòa bình, những ai đang quan tâm đến hiện tình của đất nước, những ai đang muốn giúp đỡ ngư dân để tìm đến cái công bằng, và tất cả những ai đang đấu tranh cho công lý, cho dân chủ và nhân quyền, xin ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có thể hoàn tất và thực hiện được chương trình khởi kiện Formosa này. Cảm ơn cha. Như đã nói ở trên đó là cho dù quỹ tù nhân lương tâm đã dành một số tiền dành cho ông Lê Văn Ngày đó, nhưng mà gia đình ông Lê Văn Ngày đã không khởi kiện, thì anh em trong quỹ tù nhân lương tâm đã góp được tới 9.500 đô la. Nhưng vì cái việc khởi kiện cho ông Lê Văn Ngày ông đã từ chối, thì cái số còn lại thì chúng tôi sẽ gửi hướng về cha Đặng Hữu Nam ở Nghệ An đang theo đuổi vụ án này. Thưa cha và thưa quý vị, nếu quý vị có thể, đặc biệt là những người hải ngoại ở tại Australia, có những phương tiện không có đủ phương tiện để mà đóng góp cho cha Nam, thì quý vị có thể vào trang web của Quỹ Tù Nhân Lương Tâm để đóng góp, không mất lệ phí, nó chỉ có rất là đơn giản để chuyển ngân vào trong Quỹ Tù Nhân Lương Tâm. Chúng tôi sẽ gửi tất cả các số tiền này đến cho cha Nam để cha theo đuổi cái vụ kiện này và giúp cho người dân Việt Nam có được công lý cho hàng trăm người, trước mắt là cho hàng trăm người dân ở Nghệ An, và sau đó là còn cả cho dân tộc Việt Nam trong tương lai. Thưa cha, tiếp đây thì nếu cha còn có điều gì muốn gửi nhắn đến đồng bào ở hải ngoại, cụ thể là ở Úc, là những người thân cận với tuổi quỹ tù nhân lương tâm, cha có thể nói ngay bây giờ. Vâng, trước tiên thì chúng tôi biết rằng là con đường trong cánh của chúng tôi đến ngày hôm nay có rất là nhiều người cộng tác giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi sự đóng góp cho chúng tôi, từ những hy sinh, đóng góp về kinh phí, từ những lời cầu nguyện, từ những việc ủng hộ bằng tinh thần. Tất cả những điều đó đã làm nên thành công của ngày hôm nay và đưa đến cái bước đường này của chương trình đấu tranh. Chúng tôi muốn gửi đến lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi và hỗ trợ cho chúng tôi, những người là nạn nhân đang ở quốc nội, để chúng ta đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và đấu tranh cho một tương lai đất nước tốt đẹp hơn. Và cũng nhân đây thì tôi cũng xin được tiết lộ, không phải chỉ 500 cái đơn này được đệ lên tòa án là hết, mà hiện nay chúng tôi đang hoàn tất một số lượng rất là lớn các hồ sơ nữa, và chắc chắn rằng sau cái ngày chúng tôi đi để đơn này về đến nhà, đã có rất nhiều người nhiều nơi liên hệ với chúng tôi để nhờ chúng tôi giúp làm đơn để khởi kiện Formosa nữa. Và vì thế tương lai cái cuộc đấu tranh này càng cam go hơn, sự vất vả và nhất là vấn đề kinh phí càng nhiều hơn nữa. Vì thế xin quý vị thì rộng lòng để giúp đỡ chúng tôi, ít nhất là lời cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi có thể kiên vững và có đủ sức để đi theo con đường đấu tranh này. Cảm ơn cha rất là nhiều. Và chúng tôi cũng thay mặt cho Quỹ Tử Nhân Lương Tâm và chúc cha và tất cả giáo dân ở Nghệ An có được niềm tin là công lý sẽ chiến thắng. Vâng, xin cảm ơn tất cả và xin chúc lành cho tất cả chúng ta. Vâng, xin chào cha.